Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow & Beauty. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser của DK. Và trên màn hình máy quay đang là một ca laser tattoo của một chị khách hàng xinh đẹp của chúng tôi. Vậy chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Em chào chị. Xin chào. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không ạ? Mình tên là Ánh và mình đến từ phố Cát Linh. Dạ vâng. Chị Ánh ơi, hôm nay thì theo như em được biết thì mình qua để xóa cái hình xăm này đi. Thì không biết được là trước khi qua thì chị có lo lắng hay là sợ đau không ạ? Không, chị không có vấn đề gì đâu, vì là mình hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ ở thẩm mỹ viện. Dạ vâng, không biết là cái lý do vì sao mà lại DK lại có một cái sự có được cái sự tin tưởng từ chị như vậy ạ? Bởi vì là em gái mình đã từng xóa xăm và làm lông mày ở đây. Dạ vâng, chắc hẳn là đấy cũng là lời quảng cáo chân thực nhất rồi đúng không ạ? Rất yên tâm. Dạ vâng ạ, và bây giờ em xin mời chuyên gia bắt đầu thực hiện quá trình laser cho chị Ánh ạ. Và cái công nghệ laser hiện tại mà chúng tôi đang sử dụng ở tại DK là công nghệ laser hiện đại nhất hiện nay, đó là Solaser Picomark 2022. Với cái bước sóng xung, với cái bước tần sóng cao đó, thì chuyên gia của chúng tôi sẽ điều chỉnh những cái mức sóng phù hợp với cái tình trạng da cũng như là cái tình trạng màu mực mà khách hàng của chúng tôi đã từng xăm hay là từng phun đó. Và như mọi người có thể thấy thì tia laser đi đến đâu thì đã tác động phá vỡ các hạt mực ở trên bề mặt da, đồng thời cái hình xăm của chị Ánh đã mờ đi rất là nhiều rồi. Và chắc hẳn là những cái hình xăm như thế này thì chị Ánh sẽ phải xóa theo liệu trình đó. Và quan trọng là để đảm bảo cái mức độ an toàn cho khách hàng, thì như mọi người có thể thấy đấy, thì với các công nghệ laser này thì không hề làm tổn thương da, không hề có cái tình trạng bong chóc này, chảy máu đó, chỉ tác động xóa mực thôi. Như mọi người có thể thấy thì chị Ánh ngồi xóa hình xăm rất là thản nhiên và rất là bình thường. Đó. Đã bóc xong rồi đúng không ạ? Chị Ánh ơi, chị có thể chia sẻ cái cảm giác khi mà mình thực hiện cái dịch vụ này không ạ? Khi mà đi laser thì mình cảm thấy nó chỉ châm chích một chút xíu thôi, và trong cái độ mà mình chịu đựng được. Dạ vâng, ngoài ra thì mình không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, em cảm ơn những cái chia sẻ của chị rất là nhiều. Những khách hàng của chúng tôi thì khi mà nếu như mà các bạn có những hình xăm muốn xóa hoặc những cái tình trạng lông mày hỏng lỗi, thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ qua fanpage của DK để chuyên gia của chúng tôi có thể thăm khám và tư vấn cho mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị Ánh rất nhiều ạ.